Ê, đưa đủ ơi. Ơi. Trời ơi. Chúc mừng năm mới. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Hoàng Yến TV đây. Và mọi người đang được xem vlog của Hoàng Yến TV đón Tết 2024. Tất nhiên chúng ta sẽ không thể nào thiếu đi được bước dọn dẹp và trang trí nhà cửa trước Tết, đúng không nào? Bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Không cố thôi. Thế bây giờ thì là 26 Tết. Hôm nay thì bây giờ chúng ta sẽ đập lợn nha. Đây là lợn của mẹ mình. Đập lợn xong rồi sẽ cho mình tiền tiêu tết. Giới thiệu với các bạn, đây là con lợn 30 ngàn. Đây là con lợn này là vừa mới để xong, chắc được khoảng một tháng. Mới một tháng thôi hả? Một tháng 10 ngày. Và bây giờ mình sẽ đập nó ra để lấy tiền tiêu tết. Ok. Ôi chưa, bây giờ đập lợn luôn đấy mẹ. Đập đây là 2, 3. Ôi à, trời ơi. Mẹ để 2 tháng mà được từng này luôn à. Con sẽ được bao nhiêu ở trong đấy này? Sau khi đập lợn xong rồi sẽ cho mẹ. Được bao nhiêu còn phải suy nghĩ. Xem ngoan hay không ngoan. Rất ngoan, chứ năm vừa qua là con quá ngoan luôn. Mẹ là năm vừa qua con không được tặng mình quá. Bây giờ Noel bây giờ mẹ tặng. Ngoan. Phải tờ tàu. Và bây giờ là 30 Tết rồi. Ngày hôm nay thì Yến sẽ soạn đồ cúng để rước ông công ông táo về ở trên nhà của Yến. Sau đó thì sẽ đi về nhà để đón giao thừa cùng với cả mẹ. Để khoe với mọi người, đây là cây tuyết mai của mình. Đang nở nha, sắp nở rồi nha. Nè. Ok, bây giờ thì là 9:17 và mình sẽ chuẩn bị đi sắp xếp đồ cúng. Mọi người hãy cùng đi với mình nhé. Bởi vì là mình không có trợ lý nên là mình sẽ làm đơn giản thôi. Mọi người coi tạm góc này nha. Ê, đưa đủ ơi. Câu dưa đủ. Mình xếp nha. Là đảm đang giữ chưa? Chưa đến giờ cúng nên là chỉ giới thiệu cho mọi người thôi. Đây là mâm ngũ quả của Yến. Thì năm nay Yến có dùng bưởi này, dừa này, mãng cầu, cam này, táo này, đu đủ này và thanh long. Thì hôm nay là Yến cúng trái cây thôi, chứ không có cúng mặn như ngày hôm trước nữa. Ok, ok, bây giờ là xong rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi và cùng nhau đợi đến gần 11 giờ để bắt đầu cúng nhé. Ở nhà thì mẹ cũng đã bắt đầu dọn dẹp xong rồi. Thì Yến cũng đang rất là háo hức để đi về nhà đây. Nhà mình đón Tết thôi. Tết tết tết. Mâm cỗ trưa 30 này. Lúc nãy thì ở trên nhà mình đã chuẩn bị rồi. Bây giờ mình đã về đây để chuẩn bị cho mẹ. Gì ạ? Bây giờ là gần 11:30 tối rồi.
Vừa mới dọn xong mâm cỗ để cúng gia thừa. Bây giờ thì gia đình mình sẽ cúng gia thừa và sau đó thì chúng mình sẽ cùng nhau đi bắn pháo hoa thôi. Bây giờ là 23:28, nhà mình sẽ đi bắn pháo hoa nha mọi người. Nhiều sức khỏe. Cái gì chị mong muốn làm được thì đều có thể đạt được. Chúc mừng năm mới các bạn. Em là sợ đối thủ ấy. Đấy, mùa 1 thì sang chị hay là phải lì xì cho các con. Là nhớ nhau dữ chưa? Một năm gặp nhau một lần là nhớ nhau dữ chưa? Là thương nhau dữ chưa? Nhảy ra nhảy khô rồi đó.
ơi, quay em mới đi. À, quá kìa, nhảy thôi. Vlog rồi nha, bye bye. Chúc mọi người sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Yến Chibi nha.